nhỏ quá là mình chỉ bắt đầu được chương trình đâu có đi. To hơn một tí là mình không được có đi. Rồi trong giờ nghe một tràng pháo tay thật là to nha. Chúng ta có đến rất là nhiều nha. Xin nhiệt liệt vui mừng chào đón tất cả các quý vị của mình và các bé thiếu nhi chào đến với ngày hội Giáng sinh của công ty Nike Việt Nam. Và trong chương trình ngày hội Giáng sinh ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng được nghe rất là nhiều trò chơi vui nhộn và bổ ích, và đặc biệt chúng ta còn được xem một vài tiết mục thật là đặc sắc và vui nhộn rất tốt. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng chơi một trò chơi khởi động như thế này. Bây giờ con nhờ lên hỏi các con có khóc nước không? Nước cam ha. Và bây giờ mình sẽ tự làm nước cam uống nha mấy con. Bây giờ mình sẽ tự làm nước cam nha. Đầu tiên muốn uống là nước cam phải có gì? Ly, ly đâu? Cam ba ly, ly đâu? Ly đây, tiếp tục cam đâu? Rồi lấy cam, bắt được trong ly mấy bên. Bắt, bóp, bóp cam vô. Sau đó, bóp xong rồi sao nữa? Bỏ đường vào mấy đĩa? Khuấy tiếp nào, khuấy ngược lại. Rồi đến lại lần cuối cùng nào. Cười chưa mấy con? Sao nhỏ quá ha, cười chưa? Rồi tiếp tục, bỏ đá vào, lấy đá, cặp đá ra. Rồi cho đá vào, cho đá vào, đắp cho lại mèo, đắp lên. Và bây giờ mình sẽ bắt đầu chương trình ngày hôm nay nha.